Minh Dự khẳng định không vì chạy show nước ngoài mà bỏ bê hoạt động ở Việt Nam. Sau vai diễn ấn tượng trên màn ảnh rộng trong Đảo Độc Đắc, Minh Dự tiếp tục phát triển thế mạnh về kịch nói. Sắp tới, nam diễn viên sẽ góp mặt trong một vở diễn được dàn dựng lần đầu tiên bởi nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Vở diễn Ngày Hội Cái Bang, tác giả Đăng Nhân, lần đầu tiên được dàn dựng bởi nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu cho sân khấu kịch thế giới trẻ đã chính thức vượt qua vòng phúc khảo. Vở diễn sẽ được biểu diễn ở sân khấu kịch thế giới trẻ vào ngày 28 tháng 4 với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Anh Đức, Puka, Minh Dự, Hữu Đăng, Xuân Nghị, Phương Lan, Huỳnh Quý, Lạc Hoàng Long, Trần Phong, Tất Diệu Hằng, Minh Hùng, Phước Tài, Quang Sơn cùng các nghệ sĩ trẻ của sân khấu thế giới trẻ. Ngày Hội Cái Bang là một vở diễn lấy cảm hứng từ dân gian, với sự xuất hiện của nhiều nhân vật tuồng, tích và văn học. Sở dĩ gọi là Ngày Hội Cái Bang vì tất cả các nhân vật xuất hiện trong vở diễn đều từng một lần đi ăn xin với bất kỳ lý do gì. Nội dung vở diễn xoay quanh hành trình sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ của ba nhân vật Thị Hến, Thị Mầu, Thị Nở. Trong vở diễn lần này, Minh Dự đảm nhận vai diễn thần Thành Hoàng Bạc, là một trong ba vị thần Thành Hoàng đã làm phép để quy tụ tất cả các nhân vật tụ hội về Ngày Hội Cái Bang. Đây là một vai diễn tương đối khó khi xuất hiện xuyên suốt chiều dài vở diễn và tương tác với tất cả các diễn viên khác trên sân khấu. Tuy nhiên, Minh Dự rất hào hứng vì lần đầu tiên được hóa thân vào nhân vật thần tiên. Bên cạnh đó, anh cũng rất tò mò về tương lai của các nhân vật tuồng tích. Văn học xuất hiện trong vở kịch dưới góc nhìn hiện đại. Nếu đọc kịch bản sẽ thấy đây không phải là một nhân vật đơn giản, một ông thần ngồi trên bệ thờ và làm phép. Nhưng vai nhìn càng dễ thì sẽ càng khó thể hiện. Buộc mình phải động não rất nhiều, phải bằng mọi cách ra khỏi bệ thờ, xuống tương tác với các nhân vật khác sao cho hợp lý. Suy nghĩ miếng hài bằng hành động, lời thoại, nét mặt để vừa tạo ra được tiếng cười, vừa phải giữ được cái uy nghiêm của một vị thần nhưng cũng phải tương tác với những người dân trong đình. Một vai dễ nhưng nếu mình cũng dễ dãi thì khán giả sẽ không có gì để xem, nam diễn viên bày tỏ. Được biết đến là một học trò của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Minh Dự gây bất ngờ khi chia sẻ anh rất hiếm có cơ hội được đứng chung một dự án với thầy. Đáng nói, dù đã từng làm việc với rất nhiều đạo diễn của sân khấu kịch thế giới trẻ, song người đạo diễn đầu tiên la mắng Minh Dự nhiều nhất lại chính là nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Đi tập diễn với thầy giống như đi học lại từ đầu vậy. Trong quá trình tập, mình diễn sai là thầy sẽ la rất dữ, ngày xưa học rồi mà sao giờ diễn kỳ vậy. Tiếng nói sân khấu đâu? Diễn tích cực lên. Nếu nghĩ được tập với thầy thì sẽ dễ là một sai lầm, vì thầy sẽ luôn la học trò của mình đầu tiên. Minh Dự chia sẻ về những kỷ niệm khi được làm việc cùng nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Không chỉ thường xuyên xuất hiện ở sân khấu kịch hay phim ảnh Việt thời gian gần đây, Minh Dự còn để lại ấn tượng trong các chương trình nghệ thuật hải ngoại. Về những lo lắng của khán giả khi Minh Dự tham gia các hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại sẽ giảm tần suất biểu diễn trong nước, nam diễn viên khẳng định, Dự chỉ nhận lời tham gia show ở nước ngoài khi không có dự án ở nước nhà, nên cũng sẽ không có việc mình vì chạy show hải ngoại mà bỏ bê các hoạt động ở Việt Nam. Hiện tại, nam diễn viên tập trung phát triển thế mạnh ở sân khấu kịch với những vai diễn đa dạng, nhiều màu sắc hơn. Với màn ảnh rộng, Minh Dự vẫn đang chờ đợi kịch bản phù hợp với mong muốn được thử sức ở những dạng vai bụi bặm, giàu chất đời thường sau màn hóa thân ấn tượng trong bộ phim điện ảnh Đảo Độc Đắc. Trong tương lai, khán giả sẽ tiếp tục nhìn thấy nam diễn viên xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu kịch. Minh Dự bật mí, anh chuẩn bị thử sức thể loại bi kịch trong một vở diễn sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tập trung hoàn thành luận án thạc sĩ đang dang dở và ấp ủ nhiều kế hoạch để đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực giáo dục của bản thân.